Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 38 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập Côn Nhị Khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Duc trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 38 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh clip thứ 37 liên tiếp nhờ kết hợp với số 8. Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn trước, sau đó là bạn Đức thực hiện sau cho các bạn cùng xem nhá. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Như sau. Ở clip thứ 37, chúng ta được tập động tác loan liên tiếp và kẹp ngón trỏ ngón giữa, sau đó vắt qua cổ tay như thế này. Đó, làm liên tiếp như thế này. Thì bây giờ chúng ta kết hợp với số 8 ngược từ dưới lên này. Số 8 ngang ngược từ dưới lên như thế này nhá. Đấy, động tác này thì được tập từ rất lâu rồi đúng không? Đấy, như sau này. Lên này, đánh này, vào trong. Đấy, số 8 này vào đây và loan bên này. Đưa vào phía trong này, loan một cái, lượt qua, đưa vào trong này. Cái phía trên này thì các bạn không cần quan tâm rồi, bởi vì là các bạn đã tập rất tốt ở clip trước rồi đúng không nào? Đấy, chính vì thế nên là bây giờ các bạn hãy làm liên tiếp nhờ đánh cái số 8 ngược từ dưới lên vào trong này. Đây, xong nhé, đây nhé. Qua đây xong một cái như này rồi đúng không? Sau đó chúng ta đưa vào phía trong này. Đây, đưa về phía trong này để lấy đà ra làm tiếp. Đấy, các bạn nhìn dọc thì thấy nó đơn giản thôi, nhưng mà các bạn nhìn ngang nhé, nhìn nó đẹp. Mà các bạn tập được động tác này để biểu diễn thì các bạn sẽ có một cái sự độc đáo nhất định, bởi vì là hiếm ai đánh cái động tác này, hiếm ai biết và đánh động tác này. Đây là mình chia sẻ cho các bạn là một phần là mới đấy. Đó. Sau đây mình đánh trên cao các bạn dễ nhìn hơn này. Đó, bên này nhá. Đây. Kẹp này, đưa, kẹp này, đưa sang bên này, kẹp này, đưa sang bên này. Đó. Đó là múa nghệ thuật mà, nên là nghệ thuật là phải đẹp. Nên các bạn cố gắng luyện làm sao cho nó nuột. Mình chọn cái côn gỗ và dây dù bởi vì là mình muốn cho nó có cái sự im lặng, yên ắng trong cái quá trình mình thực hiện. Bởi vì nếu như mà dùng cái côn inox thì nó có cái tiếng kêu, nó át cái tiếng của mình đi và nó sẽ khiến các bạn nhức đầu. Chứ loan côn inox sẽ đẹp hơn nhiều. Đây nhá, mình sẽ loan côn inox cho các bạn xem nhá. Đây. Côn chuông này, các bạn nhìn nhá. Đó, ok, giờ bạn Đức vào thực hiện nhá. Đấy, gọi là số 8 nhưng mà nó là nửa vòng số 8 thôi, đúng không? Để mình tạo đà ra thôi, đấy. Nửa vòng số 8 vào phía trong người mình, sau đó vít ra là loan luôn. Đấy, bạn Đức xoay người thì sang bên này, mặt sang bên này để các bạn xem. Bạn Đức cũng mới tập động tác này thôi nhưng mà làm khá là tốt rồi.
Đấy, mình nghĩ là các bạn sau khi đã kẹp qua ngón tay được thì vắt thêm một số 8 vào trong thì nó cũng đơn giản thôi. Khi em bắt được phát là em vít vào trong. Đúng rồi, đấy. Đấy, cái mà vít xuống để tạo đà để lên tiếp thì mình lại vẩy vào phía số 8 phía trong. Đấy. Đúng rồi. Ok. Mình làm lần nữa cho các bạn xem nhá. Đây. Mình để nửa côn, nửa đỏ, nửa vàng để cho các bạn dễ phân biệt cái quá trình lúc mình loan, để các bạn dễ hiểu hơn đấy. Cứ luyện tập nhiều là khắc múa đẹp như thế này thôi, khắc loan đẹp như thế này thôi mà. Quan trọng là phải chăm chỉ. Okay.